Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với hôm nay anh em mình không có gì ăn, thế nên là quyết định cạp cát mà ăn mọi người ạ. Sao cát, đang cát để ăn. Đó. Mọi người thấy món cát ăn, mọi người đã ăn món cát bao giờ chưa? Anh em mình cũng chưa ăn. Nhưng mà nghe nói bảo đất ăn được thì cát chắc ăn được. Cái món này mà ăn chắc là nó rộp từ đầu lưỡi xuống đến họng anh nhỉ. Bỏng lắm, bỏng lắm. Đó. Vui thế thôi chứ hôm trước anh em mình làm món bánh trôi thất bại, thế nên là hôm nay anh em mình quyết định là làm lại một món cũng từ cát, nhưng mà bây giờ phải đảo cái cát cho nó nóng lên đã, chứ không như hôm trước cát giữa thì ướt mà đấy mà nó không không chín nổi á. Đảo cát bao giờ ấy, sờ tay vào nó bỏng dãy á. Đấy, bắt đầu sẽ chế biến món ăn nhá. Đảo đây, đảo đây. Đấy. Hôm nay anh em mình sẽ làm món gà rang cát nhá. Mình mới đầu là định ném cả con gà này vào ấy, nhưng mà nó dính cát, nó ướt nó đấy vào đây sẽ rất là bẩn. Thế nên là hôm nay mình sẽ thông qua cái nồi. Biết này em ơi, thích thay con gà giúp vào đây ạ. Vào kho luôn đấy. Đó, ui, gà nhà mình gà di đút vào trong trong cái nồi này vừa khéo luôn nhá. Đấy. Mình sẽ không ướp một cái gì, nào không ăn được đâu. Dạ. Không phải cái gì. Cái nồi này là nồi cá kho lẳng vũ đại đấy. Mình cho gà gì này vào này. Vừa gà khéo. Gì lẳng vũ đại. Gà gì lẳng còn sống. Còn sống. Mình sẽ không ướp nước gì nhá, để cho nó giữ nguyên cái độ ngọt của con gà này nhá. Nào, cho một lớp giấy bạc xuống dưới úp lên. Rồi. Không, đấy, đấy. Đấy, rồi. Đấy, thế từ đấy. Để cho cát nó không thể vào được. Ok rồi anh. Quá ok. Mới lấy cái xẻng ở đây rồi anh. Xẻng à? Cười luôn. Không lấy cái muôi to cũng được, để cào cát ra đi. Đó. Như thế này nhá mọi người nhá. Sẽ cho thẳng trực tiếp xuống đến đây. Sau khi cát nó đã nóng mà anh em mình đã rang nó đủ độ nóng rồi. Đó rồi. Đấy. Không biết là món này có thành công không, không biết là đủ nhiệt ở chín không nữa cơ. Nhưng mà mình nghĩ là chín đấy. Tại vì hôm trước bánh còn cháy cơ mà. Bánh này cát nó bằng lắm. Ui. Thế mà người ta ở sa mạc người ta đi cát kinh nhỉ. Cho nó nắng sa mạc. Không cho nước ấy. Không. Không cho nước khó chín lắm ấy. Siêu bỏng luôn. Anh đừng có phá hủy một con gà di của mẹ anh ấy. Phá đi. Đấy. Bây giờ bước tiếp theo mọi người biết là gì không? Đốt lửa thật to vào. Xong ngồi chơi. Đấy. Sẽ tống thêm củi vào để cho nó nóng cực độ nhé mọi người nhé. Tầm rồi. Ui con này nó mới dễ cháy đâu mọi người. Đấy, tống tất vào. Wow, cháy bùng bùng này. Ui anh ơi, lúc nãy anh em mình mua cái bi sắt đấy nhờ, bi sẽ đảm đây, anh thử đốt nhá. Bỏ muôi ra. Mọi người bảo như thế này liệu có đủ nhiệt không? Mình nghĩ là sẽ đủ nhiệt đấy. Nếu mà thành công ở cái món này, lần sau mình sẽ làm một con gì đó siêu to khổng lồ và bọc lá chuối. Đây, giả dụ như con này. Con này làm pet thôi. Sẽ bọc một con gì đó siêu to khổng lồ, giả dụ như một con đà điểu chẳng hạn, hoặc là một con gà tây to ấy. Nếu mà món này thành công
để xem là có thành công không nhá. Lần sau mình sẽ ướp ướp đầy đủ và bọc lá chuối một con gì đấy thật là to và rang với cát. Bây giờ chỉ chờ cho nó tan hết cái này và sức nóng nó xuống dưới con gà thì mình sẽ khui hàng nhá. Khoảng tầm mình đun được khoảng tầm hơn tiếng rồi, chắc khoảng tầm 40 phút nữa là ok đấy. Mọi người nghĩ cái kết quả nó như thế nào? Đấy. Em nghĩ là chưa sức chín này ạ. Nhìn này. Tại vì nó cát, bỏng lắm mà lâu. Cát nó đã nóng như thế này, nó bỏng, nó khô cháy luôn này. Nó xém đi ăn nhỉ anh nhỉ? Đấy. Cát cát kết đi. Cho ra nhá. Cẩn thận anh ơi. Cẩn thận mất đàn này. Ôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Ôi! Tuấn ơi! Anh làm cái gì? Anh chỉ có ăn hại thôi. Vẫn còn dính. Cái mề nó vẫn còn bỏng và nó vẫn dính vào đây. Chán đời. Làm vãi rồi 19. Và bây giờ lại trời hỏng hết rồi. Nó vẫn dính vào đây. Còn chơi này đi ra. Bỏ đâu? Ui, phải cái tìm quá. Việt Nam có tính cần củ, thịt rơi xuống đất, thổi phù ăn ngay. Nó cháy chém chỗ này. Thôi không sao. Thôi dính cát đang sạt. Có tính bẩn mấy đâu, không có gì. Đi đây. Để cháy lâu quá. Hơi lỗi kỹ thuật một tí mọi người ạ. Nó hơi bẩn chút xíu ở đây nhưng mà không sao anh. Vội đi là được. Lau rồi. Đấy, mọi người thấy con gà nướng kiểu này nó khác gà luộc với khác gà nướng kiểu kia như thế nào không? Đấy. Cái phần này nó xém này. Cái phần này là nó áp vào nồi đất này. Những cái phần này nó vàng, nó kiểu như nó vàng khè lên đấy. Nó không trắng như kiểu gà luộc, nó vàng kiểu khác nữa. Gà luộc nó vàng kiểu khác. Bây giờ anh em mình mấy gà tiếp nó còn sót nó bám hết lên này. Sẽ thử xem nó chín chưa nhá. Ui nước này. Cho vào đây chấm. Đây, thu vào. Đấy. Ngọt lắm. Thế rồi. Đấy, gà luộc thì nó không có nước đọng như thế này đâu nhá. Hôm nay anh em mình lên đây đổi số. Đấy. Cái này mát thôi rồi. Đấy. Ngọt quá, chín hết. Đây là củ khoai của gà. Đấy, chín hết nhá. Thấy chưa mọi người? Chín vừa khéo ngon nhá. Wow. Chín tới luôn. Chín đẹp luôn đấy. Anh cắt cho em xuyên phát qua vô câu chả cắt. Hả? Phát xuyên qua vô câu. Đấy, gà nhà mình gà gì cực kỳ ngon. Đó. Được, đây, cho mày một cái đùi. Mời tất cả mọi người nhá. Đây là gà luộc của anh em mình nhá. Gà nướng, nhưng mà nhìn như là luộc ấy. Bỏ chỗ đạn rơi này đã. Ui. Ngọt lắm. Nước của nó ngọt kinh. Ê, mình cũng làm một cái đùi. Đồ gà đẻ. Ngọt cực nhá mọi người nhá. Ngọt. Chừng dài. Quên mất mời mọi người nhá. Ngọt lắm. Nó có cái vị ken két của ấy con đây. Nào, đi xuống. Con này gà này tính ra rồi chạy không đi theo. Không ăn được thịt gà dê đâu, ăn thịt à? Mày có ăn thịt dê không? Đây, cho ăn thịt dê này. Đây. Mua đi, cắn hết. Con này nó cắn mọi người ạ, nó cắn như chó. Dài quá. Con này xin cát. Gì vậy? Không mua được mà không nhà
được. Dài. Dài mà nó nuốt mắc gạo. Đoạn này nó dính cát lúc anh em mình làm rơi mà nhỉ. Ngon tuyệt vời luôn. Anh ăn cái nào của da anh phê nhỉ? Da tao dính cát, chỗ tao dính cát. Hả tu? Da nó rất là giòn. Anh ơi, em phải ăn cái phóc câu ấy. Đây này, ăn nó phải thế này, đưa tao bảo. Không! Đấy. Nè, em biết quy trình của anh rồi. Đây lại gọi là cắn đít ạ. Đấy, nó ăn cái phao câu thì mình ăn cái đầu. Đấy, cái đầu này, mình ăn thích ăn đầu thôi. À, hôm nào mình sẽ làm cái món, cũng món rang cát này nhưng mà sẽ làm còn món khác mọi người nhá. Làm chuẩn chỉ luôn. Hôm nay em phải làm món bò bít tết, phong cách Tây. Xong rồi nướng rang cát hoặc là rang bi ấy. Bi nó nổi nó vỡ mồm à? À đúng rồi. Rang cát lên xong đặt một cái tấm tôn lên nhỉ. Xong rồi nướng bò bít tết. Ờ được đấy. Hay là anh ơi, bò bít tết của nó xưa rồi. Nó gọi là bình thường mất rồi. Quá bình thường. Anh phải làm món dê bạch tạng. No spaghetti. Dê của anh kiềm kiềm ăn lắm á. Ngon quá, quên khẩu vị. Con dê mình nuôi để sau này Coca lại ra hang núi ở với mình. Này, Coca đấy luôn nhé. Mặt vạch nhé. Khá là ngon. Cái gan này mình làm từ đất à? Vâng, em ăn một cái tim. Không sao cả. Dạ. Mê này anh ấy. Có ăn nửa. Mê này thì không dính gì, chỉ dính nồi thôi. Mê khô khô chật chật dần dò. Vâng. Lâu lắm mới ăn gà mà. Mọi người nghĩ hôm nào anh em mình làm một cái nhá. Cái nồi to làm một con đá điểu. Đá điểu rang cát. Nào. Hay là làm một con trâu. Trâu rang cát. Đá điểu. Cá khỉ quá. Đá điểu hay gà tây. Mọc lá chuối luôn. Không cho vào nồi nữa. Phải làm con gà tây ấy. Con mũi chù chè. Bọc lá chuối vào. Không bọc giấy bạc nhá. Vùi, rang nóng cát lên vùi xong ủ như hôm nay. Chúng mọi người thấy thế nào?